mới đi học về. Ừ, thôi lên trên đó thay đồ rồi xuống dưới đây ăn cơm. Hey, mẹ ơi, mẹ có thể cho tiền con mua một chiếc váy mới được không hả mẹ? Cái gì vậy váy nữa hả con? Chẳng phải là ngày nào á con cũng mua đồ mới, cả một tủ váy đẹp thế kia, con chỉ mặc qua mới có một lần thôi à. Mà bây giờ con đã đòi mua thêm váy rồi, rất là phí luôn nha con gái. Trời đất ơi, cái váy đó hả? Thì cái váy này nè, nó đẹp dữ dằn lắm. Nó là phiên bản mới á mẹ biết không? Chỉ có 2 cái thôi à, mẹ cho tiền con mua đi. Mẹ đã nói rồi, không là không. Con biết bao nhiêu là đồ đẹp thế kia mà suốt ngày cứ đòi mua hoài vậy. Mẹ không cho thì thôi, con sẽ tự kiếm tiền đi mua. Wow, laptop mới nữa đó hả bà? Mẹ bà mới mua sao? Đúng rồi, mẹ tôi mới cho tiền tôi mua cái laptop mới đó. Cái laptop cũ của tôi nó bị hư mất rồi, cho nên mới mua laptop mới. Hey, còn tôi hả? Xin tiền mẹ mua có cái váy thôi, xin mãi mà còn không được nữa. Bực cả mình đây nè, tôi đang phải suy nghĩ làm cách nào để có tiền. Trời, tôi thấy á, váy của bà hả, rất là nhiều luôn. Bà toàn là mới mặc 1-2 lần. Tôi thấy một tuần á là bà mặc đủ hả 7 cái đầm mà không trùng luôn á. Công nhận bà xuống thiệt luôn. Bởi vậy bây giờ bà đòi mua nữa, mẹ bà không mua là đúng rồi. Còn cái laptop này á, chẳng qua tại vì của tôi bị hư cho nên là bắt buộc phải mua thôi. Thôi, nhà tôi giàu thế kia mà mẹ tôi lại tiết kiệm keo kiệt với tôi thi thế á, tôi bực bội quá. Tôi phải tìm cách để mà có tiền cho bằng được. Mẹ, con nhỏ Lan kế bên nhà mình, nó mới được mẹ nó mua cho Quy một cái laptop mắc tiền ơi là mắc tiền luôn á. Rồi sao, laptop nó có bị hư không? Thì laptop nó bị hư cho nên là mẹ nó mới mua cho nó đó. Còn con xin tiền mỗi có một mua một cái váy có 5 triệu bạc mà mẹ cũng không cho tiền con mua nữa. Vậy mẹ hỏi cái váy của con có hư hay là có rách cái chỗ nào không? Thì làm sao mà rách được, con chỉ mới mặc một lần nó còn mới tinh như hàng mới kia kìa. Vậy tại sao con lại đòi mua hả? Tại vì con Lan á, laptop nó đã hư rồi, bắt buộc bởi vì việc học mẹ nó phải mua cho nó, chứ đâu phải tự nhiên mà mẹ nó mua cho nó đâu. Con phân biệt như vậy là không được. Có phải là mẹ chiều con quá rồi con hư không hả? Thôi được rồi, mẹ không mua cho con chứ gì, con sẽ tự đi kiếm tiền mà mua ha. Thôi bây giờ cả lớp chúng ta nghỉ ra về nha. Các em về cẩn thận và không được ghé nơi đâu lung tung đó biết chưa hả? Bây giờ mình phải làm sao để có tiền đây ta? Thật sự là mình rất là muốn mua chiếc váy đó luôn á. Con ngồi ngon đây. Nè cô bé gì đó ơi. Anh kêu em à? Đúng rồi, anh kêu em đó. Hình như em đang phân vân chuyện gì đúng không? Anh vừa thấy em vừa đi vừa lẩm bẩm suy nghĩ cái gì đó. Anh có thể giúp được gì cho em không? Dạ. Thật ra thì em đang cần việc làm. Em đang muốn kiếm tiền thiệt là nhiều để tự lo cho bản thân mình. Nhưng mà em nghĩ mãi không biết là nên làm việc gì. Trời đất ơi, vậy là em may mắn lắm. Cho nên em mới gặp được anh đây nè. Thật sao? Anh có thể giúp được em hả? Anh chỉ cho em với. Trời ơi, anh sẽ cho em một cái công việc, việc nhẹ, lương lại cao, rất là phù hợp với những đứa học sinh, sinh viên như tụi em vậy đó. Em chỉ là mới học sinh còn nhỏ, đi xin việc làm thì tất nhiên rất là khó rồi, không có ai nhận cả. Nhưng bên anh thì khác nha, đặc biệt ưu tiên cho những học sinh muốn kiếm tiền nhưng mà lại không có thể nào mà xin việc làm được. Thế thì mừng quá, vậy là mình có tiền mua đồ mới rồi. Thích quá, vậy thì anh mau chỉ cho em đi chứ. Được rồi, em cứ bình tĩnh. Công việc đảm bảo rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ anh sẽ cho em địa chỉ. Ngày mai đúng 8 giờ em với anh gặp nhau tại đây. Đúng 8 giờ ngày mai nha. Dạ, được. Mừng quá đi. Vậy là em hên, em may mắn lắm em mới gặp được anh đúng không? Chứ còn gì nữa. Tại vì anh với em có duyên đó. À, mà em hứa với anh là không được nói chuyện này cho bất cứ ai, biết chưa hả? Sao vậy anh? Thì sao căng gì nữa. Tại vì anh không muốn là gia đình em hiểu lầm, người khác hiểu lầm là bóc lột sức lao động của trẻ nhỏ. Vì em còn nhỏ cho nên ba mẹ chưa có muốn em phải đi làm. Cho nên nếu như thực sự em muốn kiếm tiền thì anh giúp em thôi, chứ em mà nói là coi như xong. Dạ trời ơi, cái chuyện này thì yên tâm, em sẽ không về nói với ba mẹ đâu. Em sẽ lẳng lặng sáng đi học, chiều em có thể đi làm. Ôi vậy nha, bây giờ anh về, có gì á ngày mai mình lại gặp nhau. Thích thế, vậy là mình đã có công việc mới rồi, vui quá. Ủa, bà kêu tôi qua đây có chuyện gì không? Có chứ, tôi nói bà nghe nè, bà có muốn kiếm tiền không? Việc nhẹ lương cao, có tiền tự mua sắm cho mình luôn rồi đó. Rồi, bà nói thiệt hả? Nhà bà giàu mà bà còn muốn đi làm. Tôi gia cảnh khó khăn như thế này thì chắc chắn tôi cũng muốn có công việc làm thêm để kiếm thêm rồi.
mà sao, công việc như thế nào, bà chỉ cho tôi đi. Nhưng mà bà hứa là không được để người lớn biết nha chưa. Tại vì cái anh này á, tôi với anh này gặp nhau ở cổng trường thôi à. Anh chỉ cho tôi địa chỉ, rồi hẹn tôi ngày mai 8 giờ là gặp ở cổng trường á. Nhưng mà anh nói công việc này cực kỳ đơn giản, rất là nhẹ nhàng, mà lương á thì lại cao nữa. Ồ, thật hả? Tôi cũng muốn đi làm lắm. Có gì mai á, bà dắt tôi theo rồi giới thiệu nha không? Nè, hai đứa, con mới nói cái gì đó hả Mai? Con nói lại cho mẹ xem nào. Mẹ nghe rồi hả? Thì... Nghe chứ sao không nghe hả? Nói mau, con đang làm gì sau lưng mẹ? Dạ, thì có cái anh đó, ảnh nói là anh sẽ cho con công việc, việc nhẹ lương cao. Thì con chỉ muốn có váy mới, cho nên con đã đồng ý làm việc cho anh ấy thôi mà. Nhưng mà anh ấy dặn là con không được nói với người lớn và bất kỳ ai. Con cũng không hiểu lý do. Trời đất ơi, cái con bé này, con có biết bây giờ lừa đảo rất là nhiều không? Trên báo, trên hả Facebook đồ, cảnh giác rất là nhiều. Tại sao con lại dám làm như vậy hả? Cũng may mắn là mẹ nghe và mẹ phát hiện kịp thời. Chứ không hả, nó bắt con, nó bán con á, lại xong đời con nghe chưa? Thiệt hả mẹ? Lừa sao? Con thấy anh này cũng đáng tin mà. Người ta chỉ muốn giúp con có tiền thôi. Tại vì mẹ không cho tiền con mua váy. Mẹ nói với con rồi nha, con không được đi gặp cái người đó. Và mẹ nói cho con biết, đó là những kẻ lừa đảo, lợi dụng lòng tin của những kẻ ngây thơ như con, những cái học sinh á còn nhỏ, con biết chưa hả? Ngày mai á con vô trường, vô lớp, con nhớ phải nói cho bạn bè là hả, cảnh giác, có gặp người như vậy thì né ra chứ đừng có tin, biết chưa hả? Đúng rồi, cô nói đúng đó. Con thấy dạo này mấy cái vụ lừa đảo này nhiều lắm luôn á. À, thì ra là vậy hả? Con xin lỗi mẹ. Thôi được rồi, con muốn mua váy mới thì để mẹ cho tiền mua. Thật ra không phải mẹ tiếc tiền với con, nhưng mà mẹ thấy con đã rất là nhiều đồ, con mặc một lần rồi bỏ ra đó rất là phí, con biết không hả? Hay, nhưng mà lần sau không có trốn mẹ đi làm mấy cái việc linh tinh đó, biết chưa? Hay, cũng may là mẹ phát hiện kịp thời. Thôi được rồi, ăn uống gì đi rồi mẹ chở đi mua. Dạ, con cảm ơn mẹ. Và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng kết thúc. Qua câu chuyện đó thì chúng ta rút ra bài học, đó chính là hãy cảnh giác những tên lừa đảo ha, lợi dụng lòng tin của những em học sinh nha nhỏ, cần tiền này nọ, đó rất là nguy hiểm luôn. Nếu như các em có gặp người lạ nào ngoài đường, ý ngỏ ý muốn giúp mà ngỏ ý có muốn ngỏ ý muốn giúp mình hoặc là có ý tốt với mình thì mình nên cảnh giác nha, đừng có vội tin như là của bé Mai đây. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi, hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau. Bye bye.